Chào cụ nhá. Có ai có cụ xem em i30. Hyundai i30. Nó có i10, i20, i30. Cũng là hatchback thôi nhưng mà dòng này nó dài lắm. Dòng này nó dài, vẫn chỉ 5 chỗ, máy 1.2, một số tự động nhá. Sản xuất 2008. Đến bây giờ thì nó xuống cũng hết giá rồi. Các cụ đi một thời gian nữa cũng chả lỗ được bao nhiêu. Mà xe trang bị cực nhiều option. Nước sơn thì màu bạc, mâm lốp thì còn mới. Những xe đầy sâu này thì cứ quay khung gầm cho mọi người xem. Tiện thể quay lốp luôn. Mọi thứ còn zin nhá. Nói chung 2000 mấy rồi nhưng mà vẫn còn zin này. Đồ đạc thì lên rồi. Ghế da lên nước màu đen. Có lỗ thút thông gió này. Bệ tì tay nhá. Là hatchback thôi. Kiểu dáng hatchback nhưng mà là dài. Chỗ ngồi cực kỳ rộng. Cửa cung chưa tháo mở gì cả. Bật lên xuống còn được ốp lốc. Không xây xước gì luôn. Xe cực kỳ đẹp nhá. Lên bộ ghế da nó có chỉ màu đỏ. Nhìn rất hay. Gương kính thì chỉnh điện. Em này định sinh nhật được khoảng tầm 3 tháng rồi. Chạy 16 vạn nhá. 16 vạn nên là ô đô chuẩn đấy. Chạy 16 vạn. Mà là thực ra là cái ô đô đấy nó không quan trọng lắm đâu. Quan trọng là cái chất xe nhìn nó có cứng hay không. Chất xe này nhìn cái form dáng nó vẫn còn đẹp nha. Form dáng này, mọi người nhìn nhá. Cái còn nguyên form nó không bị mất form một tí nào luôn. Trang bị cam lùi. Anten dâu dài. Lốp còn lông lá đàng hoàng. Táp ly này. Loa đài con này thì nghe cực hay nhá. Loa đài nghe hay đấy. Lẫy cửa đây cũng được ốp này. Cũng được bọc cả rôm. Táp ly nó bọc hết da rồi. Đây các cụ nhìn này. Bấm mà nó ấy bọc hết lại nhá. Bọc da. Táp ly da hết. Để mà nói tầm tiền này mà đi các cụ muốn một chiếc xe mà kiểu dáng hatchback thì trông nó khỏe khoắn hơn. Khỏe khoắn mà nó dài. Trụ này còn trống này. Đây cái trụ này nhá. Mọi người có thể nhìn bên kia kìa. Đó. Còn một cái chỗ trống ở đấy nữa. Túi khí thì cực nhiều. Túi khí nó xếp quanh xe luôn. Bản này có đến 8 túi khí rồi. 8 túi khí. Nhiều cực kỳ luôn. 8 túi khí luôn. Túi khí góc này. Đấy. Các trụ. Cửa sổ trời đầy đủ. Không thiếu gì cả. Loa đài nghe cực hay. Loa. Dòng loa của em này nghe cực kỳ thích nhá. Số tự động zig zag 3 cấp. Được cái là lên cái bộ ghế da này rất rất là đẹp. Cái màu chỉ đỏ này không phải là 8 túi khí đâu mà là 10 túi khí đấy bạn. 10 túi khí. Chìa khóa khiển. Có vài cái nút bấm rồi trang bị thêm cái màn hình để cam lùi với lại đầu đài. Cần số rất đẹp nhé. Cần số được ốp cái này rất đẹp. Ốp cái mặt cần số thì rất đẹp. Trông nó gọn gàng, yên ngựa trông nó gọn gàng cũng bệ tì tay. Nên cả sẵn số cho các cụ rồi này, cả sẵn số rồi. Cụ là mua thì liên hệ thôi. Cửa sổ trời đầy đủ. Một chiếc xe hatchback đầy đủ trang bị. Không thiếu gì. Như một chiếc xe đắt tiền luôn, nó chỉ giống khoảng tầm giá 290 triệu. 290 triệu là giá chào bán nhá. Còn mọi người vẫn cứ liên hệ trực tiếp để được cái giá yêu thương hơn, giá tình cảm hơn. Ở trước là có em i20 bán rồi. Còn em i30 này thôi. Nước sơn màu bạc. Còn đúng một em này. Còn Hyundai i10 khoảng tầm chục xe rất nhiều. Còn đợt này thì Kia Morning thì lại nhiều hơn. Đăng kiểm con này còn đến tháng 10 cơ. Các cụ liên hệ cho em nhé. Số điện thoại 0907719111. Khi liên hệ trực tiếp thì 290 triệu thì nó sẽ thành 200xx triệu. Thế nên là tiếc gì cuộc điện thoại mà ưng cái mẫu xe này mà không gọi. Trang bị cực kỳ nhiều nhá, ngồi chỉ 5 chỗ thôi. Kính tiếc zin hết. Ngồi 5 chỗ thôi nhưng mà cực kỳ rộng nhá. Các cụ ngồi đây phải gối còn phải thừa khoảng tầm 1,5 gang. Cửa sổ trời đầy đủ, không thiếu gì. 290 thôi. Liên hệ cho Lân Tùng nhá. Xem xe tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Siêu thị ô tô số 1 Hải Phòng. Còn đâu vẫn giao trên toàn quốc. Vẫn giao xe trên toàn quốc. Ngoài ra em vẫn thu mua xe nhé. Cụ nào có xe muốn bán liên hệ cho em. Biển 24A 02637. Con này chất xe cực đẹp nhé.
Nhưng mà cái dòng này thì nó ít chơi, các cụ tôi có thể thấy là nó ít chạy trên đường, nên là có thể nó còn được cái cam hành trình tích hợp trên gương kia nữa. Rất đẹp, 290 triệu. Ít chạy trên đường. Nên là cụ nào không biết, nên là cụ nào mà biết mà ngồi chiếc xe này là ưng luôn. Sản xuất 2008. Chất xe thì nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, máy 1.2, số tự động, đi khỏe nhá. Đèn đóm các thứ đẹp, xe không có đâm va, không có ngập nước gì cả. Liên hệ cho em trực tiếp vào số điện thoại 290 triệu nó sẽ thành 200XXX nhá. Bán cực nhanh em này. Cần bán nhanh em này. Xem kênh thì đăng ký kênh, bấm vào phía biểu tượng chuông nhá. Video ra cái này các cụ xem được ngay, vì là ngày nào em cũng lên. Để lại bình luận phía bên dưới xem các cụ thấy option con này có được không nhá. 290 triệu đầy đủ, không thiếu gì. Cảm ơn anh em.